À, rồi thế giới cây nho Xin chào các anh chị à, thì hôm nay em sẽ uh, chia sẻ về uh, phần tiếp tục là phần mà cách thức các anh chị mua uh, cây nho đặt hàng như thế nào đối với bên uh, em đó là thế giới cây nho ha. thì uh, uh, hôm nay em chỉ uh, nói rõ hơn về cách thức đó cho mọi người cùng biết cũng như là uh, chọn cây nho giống như thế nào uhm, đây là phần 2 uh, phần trước là em đã có nói sơ rồi thì hôm nay em sẽ nói rõ hơn thứ nhất đó là à, cái anh chị mà muốn cây mua cây giống bên em thì đặc biệt là à, những cô chú mà lớn tuổi thì các anh chị à, các cô chú thì nhờ à, những đứa cháu hay là con mình để đặt hàng à, cho nó thuận tiện à, nó hợp lý à, tránh cái trường hợp là à, sai người à, hoặc là sai địa chỉ sai số điện thoại do mình nhiều khi mình lớn tuổi thì à, mình hơi à, à, bất cẩn hơn những cái đó thì em khuyên là các anh chị là à, cần cái địa chỉ chính xác à, số điện thoại chính xác để khi mà cái, em gửi cây đi thì sẽ được nhận được nhanh hơn Đó thì gửi cây đi nhanh hơn nhận được nhanh hơn thì đồng nghĩa với cây sẽ còn tươi còn tốt ha Và cái trường hợp là sai địa chỉ thì sẽ à, à, giao hàng tới giao lui rất là chậm những anh shipper cũng tội đó thì về cách thức mua hàng thì như thế này. Thứ nhất đó là các anh chị cho em cái tên, các anh chị cho màn hình cho nhìn rõ nha, cho em cái tên. Nhất là tên mình. Thứ hai đó là địa chỉ, đó là số nhà. nếu anh chị nào mà ở thôn quê miền núi không có số nhà thì thôn, ấp, xã, khóm, hiện ha. gì đó là hiện thôn, xã đó lần lượt là xã, hiện rồi tỉnh, thành phố gì đó. Nói chung là địa chỉ mà có thể những shipper giao hàng giao hàng cho chúng ta nhanh nhất có thể. Đó. Và thứ hai, đó là việc chọn cây giống. Các anh chị mua giống nào? À, trên màn hình là có 3 giống. Đỏ, xanh và ngón tay. Đó, và các giống còn lại thì à, còn một số nữa. Để khi mà cái này đặt hàng thì em siêu tư vấn rõ hơn. Đó, và đồng thời là các anh chị đặt hàng, các anh chị lưu ý giúp em đó là chúng ta hãy nói rõ chọn mua những giống nào. Tại vì nhiều khi là màu đỏ thì nó sẽ có gồm ngón tay cũng màu đỏ, nho đỏ tròn của Ninh Thuận cũng màu đỏ. Đó nên à, khi mà các anh chị kêu màu đỏ mà không có nói đúng cái giống của nó thì em sẽ gửi ví dụ như mua nho đỏ mà em gửi thành một nho 152. Tại vì em cứ mặc định là màu đỏ. Đó nên các anh chị lưu ý là chúng ta hãy ghi à, chọn đặt hàng là chúng ta ghi rõ nội dung còn mua những giống nào. Đó cho nó chi tiết rồi đó tiếp theo đó là em sẽ báo tổng tiền tổng tiền khi mà nhận cây sẽ thanh toán bao nhiêu đó thì đó là điều thứ ba ừ, cái số tiền em báo là sẽ bao gồm phí vận chuyển ha. nên mọi người ok thì em sẽ gửi hàng tránh trường hợp là gửi hàng tới uh, là uh, uh, sai cái gì thay đổi là số tiền đó là có thể giảm bớt cho mình hay không rồi uh, uh, tôi tôi chê mắt rẻ đó cái trường hợp đó rất là khó cho bên em xử lý rất là khó đó. và cách thức và hình thức em bán hàng đó là em giao hàng tới tận nhà cho mình em mới lấy tiền nó nên cái rủi ro bên em rất là cao và dành luôn mọi quyền lợi để cho người mua cũng như khách hàng đó tại vì nhiều khi em hiểu là trên thị trường là nhiều khi các anh chị mua chuyển khoản người ta sẽ chặn và tắt nguồn không có gửi cây cho các anh chị, đó chúng ta sẽ mất tiền và không có cây. Nhưng đối với em em hiểu như thế thì mình buôn bán thì mình phải chịu. Em sẽ gửi cây cho các anh chị và sẽ nhận cây, trả tiền cây tươi không gãy đổ thì em mới lấy tiền. Nó cây có gãy đổ gì trong vận chuyển có thể là sẽ bớt tiền xử lý kịp thời ngay lúc đó sẽ bớt tiền và tặng cho các anh chị không tính tiền những cây đó ha đó nên các anh chị lưu ý rồi và tiếp theo đó là cái việc đóng hàng em gửi đi thì sau khi mà các anh chị đặt hàng thì đối với miền bắc đó, em sẽ nói là thời gian nhận hàng các anh chị đối với miền bắc thì nằm khoảng có 3 ngày à, đối với miền nam nó nằm tới 1 đến hai ngày đó như thế thì các anh chị lưu ý và cái gửi cây đi thì cây em đóng bên em rất là cứng cáp thì nó sẽ như thế nào thì nữa em sẽ khui cái thùng mà em đóng hàng và các anh chị xem như thế nào đối với bắc trung nam thì em sẽ dựa vào cái khu vực các anh chị mua hàng là xa hay gần đối với bên em thì em sẽ đóng vào những cái kích cỡ thùng cũng như là cái chất liệu thùng để ví dụ như đi xa thì em sẽ đi xa vận diễn lên xuống nhiều lần thì em sẽ đóng thùng mốt, đó là thùng xốp hoặc là rổ à, nhựa cứng để cho khi mà vận chuyển nhiều lần thì nó sẽ không bị gãy cây còn đối với các anh chị ở gần như hồ chí minh khu vực miền tây đó thì em sẽ đóng thùng giấy họ có thể thùng xốp ừ. nên các anh chị lưu ý đó và à, trước khi các anh chị nhận hàng thì đầu tiên chưa đến cái việc mà kiểm tra cây thì chúng ta sẽ kiểm tra người gửi là ai tại vì trên mạng hiện nay em theo dõi là rất nhiều người bán cây nho và mượn danh nghĩa của những cái vườn nổi tiếng hoặc là những cái vườn mà chuyên bán uy tín đó để lấy từ đó lấy cái nhãn hiệu và bán giống ăn cấp địa chỉ để gửi tới trước tay những cái người mà mình cái vườn mình chọn mua thì các anh chị lưu ý đó là chúng ta chọn mua những cái vườn nào thì chúng ta xem cái người gửi là như đúng cái cái vườn mình chọn mua qua không cũng như là đồng thời là số điện thoại đó cái tên có thể làm giống nhau nhưng số điện thoại sẽ khác nhau nha đó và đối với bên em là thế giới cây nho thì số điện thoại em người gửi đó là thế giới cây nho và người gửi là 056 85 83 707 mình chỉ có một duy nhất một số điện thoại này và không có vườn thứ hai không có chi nhánh thứ hai nên mọi người lưu ý mọi uh, cái vườn bán cây giống mà bảo là thế giới cây nho nhưng không phải số điện thoại này thì mọi người lưu ý không phải em đó và mọi người lưu ý giúp em đó tránh cái trường hợp chúng ta bị lừa lừa đảo trên mạng đó vì cái việc lừa đảo trên mạng rất là nhiều nên mọi người lưu ý cẩn thận đối với mua hàng online thì chúng ta phải kiểm tra thật kỹ nó lưu ý giúp em đó rồi khi mà chúng ta đã kiểm tra được Ờ, chúng ta đã đã kiểm tra cái bước đầu đó là kiểm tra cái người gửi cho mình là ai nó có đúng nơi mình chọn mua không đó và thứ hai đó là cái thùng đóng nó có bị mớp méo hay không đối với thùng giấy thùng mớp có bị gãy bị mớp không nếu mà bị mớp thì chúng ta xem thử cây bên trong nó có bị gãy hay không để chúng ta kịp xử lý ha đó và tiếp theo đó là mình kiểm tra cây như thế này đó chúng ta nhìn cây như thế này, đó, chúng ta có thể nhìn cây vào, tại vì em đóng hàng không bao giờ đóng kín đối với cây cây trồng cũng như là những cây khác thì đóng hàng, đặc biệt là phải cho một cái lỗ hở để cho cây nó quen hợp, ha. tránh các trường hợp bị nóng, ha. chứ lại cho shipper người ta biết đây là cây xanh, người ta sẽ nhẹ tay đối với quần áo đồ thì nó thể quăng được chứ cho cái cây thì người shipper người ta chỉ thấy và người ta sẽ nhẹ tay vì ta biết hàng này là hàng cây cối không thể quăng mạnh đó chúng ta nhìn vào là chúng ta sẽ thấy cây tươi không đó và chúng ta nhận hàng chúng ta sẽ khui khui hàng như thế này đó ta khui ra à, em bắt đầu khui cho mọi người xem Đó, tùy vào các anh chị mua bao nhiêu cây thì em sẽ uh, chọn những cái thùng bao nhiêu cây để em gửi đi ha. Đó. Và chúng ta mua hàng thì giờ, thì giờ ít nhất là hai cây. Đó. Thứ nhất là đóng hàng rất là tiện lợi cho bên em và nó dễ đóng hàng hơn, gửi tới cho anh chị cũng dễ hơn. Đó, đây là quy cách đóng hàng bên mình cũng như là thế giới cây nho 056 707 Đó về cây cối đóng như thế này đó mọi người xem dây sẽ được buồn buộc những cái buộc đất cái bầu đất của cây nho rất là cứng cáp có thể chậm ngược lên như thế này à mọi người xem nè không xiên nhê gì hết đó đây là em đóng để tránh trường hợp vận chuyển ha, quăng bể hàng đó, đó. nhiều khi thì cũng vẫn có những cái trường hợp rủi ro gãy ra nha nhưng mà số lượng rất là ít đó, đó đóng hàng như thế này mọi người lưu ý giúp em đó, đây là em đóng hai cây làm mẫu cho mùi xem đó. nếu anh chị mua 4 cây 6 cây 10 cây thì em sẽ uh, lấy những cái thùng to hơn cứng hơn sẽ đóng gửi đi xa để uh, cho cái cái cây nó an toàn nó vẫn còn tươi xanh thì các anh chị nhận cây á thì uh, cái cây vẫn còn tươi như thế này nha chứ nó không có gãy nó không có không có gãy một cái chút xíu nào hết ha trường hợp bị gãy mắc ghép rồi là em sẽ bảo hành lại hết cho các anh chị đó em đã có nói là các anh chị nếu có mua cây À, nhiều anh chị mua à, đang xem clip thì cũng đã hiểu em bán cây như thế nào và đóng hàng có đúng như thế này hay không đó và cây khi gửi tới có được kiểm tra cây hay không đây là một điều quan trọng khi mà các anh chị mua cây ở các vườn nào cũng vậy chúng ta hãy yêu cầu được kiểm tra cây trước khi nhận đó và vườn của em cũng vậy em cho khách được xem hàng trước khi thanh toán mà em khẳng định những cái 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 shop nào mà bán hàng về cây hay là gì đó là không cho sim hàng là trừ khi chúng ta lừa đảo hoặc là cây có vấn đề gì mà không cho sim hàng đó nên mọi người đặc biệt là các anh chị lớn tuổi đó mình ít có hiểu biết về mạng đồ đó thì khi mà nhận cây chúng ta mua cái gì cũng vậy chúng ta phải kiểm tra hàng rồi mới thanh toán và tránh trường hợp lừa đảo gửi tới cây nho dại ha, không có ghép gì hết đó mọi người lưu ý ha đó nếu mà cây ok thì chúng ta thanh toán trả tiền thôi nó rất là đơn giản đó tiền sẽ được uh, shipper thu hộ bên em Rồi nó sẽ đem về bên em thôi đó và về kiếm cơm là như thế đó thôi đó rồi à, mọi người cùng theo dõi nha đó. đó đặc biệt là cái địa chỉ cái anh cái chị gửi tới phải thật là chính xác chi tiết thì em mới gửi cây nhanh đến tay các anh chị Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ha Và chúng ta cùng tháo những cái cây ra như thế này Đó, Chắc tháo ra thôi Chúng ta cố gắng là tháo ra nhẹ tay Để tránh cái trường hợp gãy cây nha nó chúng tháo ra thôi Rất là đơn giản thôi Đó, như thế này Đây là cái bước quan trọng khi mà chúng ta mới đặt mua cây về ha Đó chúng ta lấy cây ra thôi như thế này đó mọi người xem đó mầm ghép vẫn còn nguyên vẹn rồi sau đó chúng ta tháo cái bầu này ra và chúng ta tưới nước cho nó một hôm tưới nước cho nó ít một chút nước thôi rồi sau đó để một hôm hai hôm gì đó để cho cây nó quen với cái môi trường à, nơi mình đang ở chuẩn bị trồng nó rồi sau đó mình đem mình trồng thôi là ok và tưới nước thì hai ngày hoặc một ngày mình tưới một xíu một lần thôi đó. rồi và các bước tiếp theo thì sẽ dành cho những clip tiếp theo à, đây là cách mua hàng à, dành cho các anh chị à, cùng đón xem rồi xin chào và hẹn gặp lại nếu cảm thấy hay các anh chị nhớ like và đăng ký kênh để em sẽ ra nhiều clip về cây nho xin chào và hẹn gặp lại